Rồi, bắt đầu là thời gian chuẩn bị xuống chiếc ghe này. Đang chờ anh Sơn buộc cái dây lái lại cái các bạn. Ghe anh Sơn chuẩn bị xuống các bạn. Coi đứng coi ghe xuống ghe bự mà con, mà lắc được lung linh chiếc ghe là cái vàng này là nó bay rồi con. Hay nhảy có bị ăn chửi không? Rồi bắt đầu xuống các bạn ơi. Giờ bắt đầu xuống. Hình như cái lái để ngược phải không ta, đúng không? Đây. Đẹp quá, đẹp luôn. Xuống nhẹ nhàng trời. Nó tấp quanh kia kìa. Quá đẹp luôn ha. Sơn, nó tấp quanh kia kìa. Chưa nữa nổi không trời. Chắc là
nhẹ nhàng mà êm. Khoan ở đây. Hiện nay là đã lên một cái tàu gọi là du thuyền Phương Nam 6 các bạn đó. Thì hôm nào mình rảnh mình sẽ lên quay quá trình sửa chữa chiếc du thuyền trước mặt các bạn nè, đó cái du thuyền bên kia. Còn cái tàu màu xanh lá cây này là cái tàu đi thu mua hải sản đồ, mua dây chai luôn tàu trắng sắc trắng bên kia, với một cái chiếc tàu du lịch nhỏ bên mé nó nữa, thì mình sẽ tập trung quay cho các bạn xem. Thì hôm nay là ghe anh Sơn xuống khỏi thội xưởng tàu thì rất là hoàn mỹ các bạn, xuống rất nhẹ nhàng và êm. Các bạn nhìn đi, khác xưa nhiều lắm rồi. Sơn đẹp, anh Sơn chưa lên mảng số nữa. Giờ là tất cả các anh đang bắt đầu rút dây, chuẩn bị mở van nước và bắt đầu đề máy. Anh Sơn đang lên chiếc mũi ghe này mà. Rồi các bạn, trước mũi tàu thì anh Vũ nè các bạn. Anh Vũ chủ xưởng tàu đang tháo mấy cây đũa ra rồi. Ui, anh Vũ còn dưới á. Hai anh đang gịch cái đầu mũi cho nó sát qua. Rồi các bạn, anh Vũ đã tháo được cây đũa ra nè. Vũ đang lôi nó vô. Nè ơi, lấy dây buộc cũng đũa nè ơi. Anna đang lấy dây buộc cái đũa kéo lên bờ, thì khi nào ghe nào vô nữa thì Anna bắt đầu xuống gắn đũa vô để kìm chiếc ghe kéo lên. Giờ đang công đoạn tháo hết dây và cây đầu xô ra đó. Anh Vũ với Anna đang bên hông đó các bạn, đang xô chở ghe nó trôi qua đó, trôi đó các bạn đó, để cho nó qua. Rồi anh Sơn với anh Vũ ở trên thì gịch đó các bạn, na dưới đẩy kéo mấy cái cây đũa đem lại đó. Cây đũa nó mắc tiền lắm các bạn, mỗi cây như là hơn 20-30 triệu ở Việt Nam các bạn. Bụt ê anh nói bụt dính lại đi cho anh lặn cái. Anh Vũ đang lặn ở dưới đó các bạn, Vũ đang lặn xuống dưới à, quá thành công mỹ mãn rồi. Ghe rất đẹp.